Nè, ở đây chỉ có chút đỉnh, tướng quân chia quê hồng cho các anh em đó. Xin các vị lấy trà thay thế rượu. Kính tướng quân một ly. Cảm ơn tướng quân lãnh đạo chúng ta phát tài. Cùng nhau cạn ly đi, phát tài, cạn ly đi, cạn ly. Tướng quân, cảnh sát và FBI, tụi nó đang theo dõi tụi mình đó. Thiệt vậy sao? Hồi 3 năm về trước, khi mà tôi bước chân vào trong khu người Tàu này, chú Chính có chỉ dạy tôi. Chú nói nếu mày biết dùng đầu óc thì ở đây đâu đâu cũng là tiền bạc. Chú Chính nói không có sai một chút xíu nào. Bây giờ tụi mình đang ở chỗ này, đảng bằng tay đen cũng phải nể mặt nể mày chúng ta. Còn lũ da đen thì cần gì phải nói tới. Tại làm sao tụi mình lại có uy danh như vậy? Tại vì tụi mình biết dùng đầu óc, bọn tụi nó không biết dùng. Quê, bọn ngoại quốc không có cái gì đáng cho tụi mình sợ đâu. Nói tóm lại là chúng nó không có chính sách, tụi mình có đối sách, có phải không? phải, đúng đó. Rất đúng. Nè, tối đêm nay tụi mình sẽ làm cho chúng nó hồn phi phách tán một lần. Chờ sáng mai các anh em mua báo mà coi thì tự nhiên sẽ xảy ra cái chuyện gì rồi. Còn nữa, nhất định phải để dành một tờ báo cho con cái các anh xem nha, để cho bọn nó biết là người Trung Quốc chúng ta oai phong đến mức độ nào, biết không? Tướng quân, nếu làm vậy không sợ có ảnh hưởng xấu gì sao? Vậy anh có cao kiến gì đó, đừng có chạm đến họ. Don't worry. Còn làm được đại sự gì? Huệ, các vị chờ đến sáng mai phải mua tờ báo để mà coi. Chị số 2 dẫn gọi kìa. Cảm ơn.